Những sân vận động màu mè nhất ở khu vực Đông Nam Á. Nằm ở trung tâm thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, sân vận động Cẩm Phả đã có lịch sử hơn 20 năm. Nó đã trải qua 4 lần cải tạo nâng cấp, trong đó lần gần nhất vào tháng 7 năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã chi 83 tỷ đồng để tiếp tục nâng cấp sân vận động Cẩm Phả phục vụ việc đăng cai nội dung bóng đá nữ của SEA Games 31. Sau khi hoàn thành cải tạo, sân vận động Cẩm Phả đã khoác lên mình một diện mạo mới và trở thành một trong những sân vận động có chất lượng tốt nhất Việt Nam hiện nay. Sân vận động Cẩm Phả có thiết kế 4 khán đài không liền mạch với nhau, trong đó khán đài phía Tây và phía Đông có mái che. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn với khá nhiều màu sắc, tạo nên hình ảnh sặc sỡ của sân vận động này. Sức chứa hiện tại của sân Cẩm Phả là 16.000 chỗ ngồi. Mặt sân Cẩm Phả sử dụng cỏ Bermuda. Hiện tại, sân bóng này không có câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nào chọn làm sân nhà. Sân vận động Kebo Zero nằm ở làng Pera, Boyolali Regency, tỉnh Trung Java của Indonesia. Công việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào tháng 9 năm 2019, trên khu đất rộng 15 ha cách trung tâm Boyolali khoảng 8 km. Sân vận động chính thức mở cửa vào tháng 1 năm 2021. Kinh phí xây dựng sân vận động là 22 tỷ rupiah Indonesia. Với vị trí trên sườn núi lửa Merapi, sân vận động Kebo Zero nằm ở độ cao 1.350m so với mực nước biển. Sở hữu góc nhìn cùng lúc ra hai ngọn núi lửa hùng vĩ, Merapi và Merbabu, biến sân vận động này trở thành một trong những sân bóng sở hữu tầm nhìn đẹp nhất Indonesia hiện nay. Bên cạnh đó là không khí mát mẻ mà cảnh quan thiên nhiên mang lại cho sân vận động cũng mang lại sự hấp dẫn đối với khách du lịch. Là một sân vận động dành riêng cho bóng đá, Kebo Zero sở hữu thiết kế khá vuông vức. Trong đó, khán đài chính nằm ở phía đông có mái che và tách biệt hoàn toàn với các khán đài còn lại. Sức chứa công bố của sân vận động này là 12.000 khán giả, nhưng do chưa lắp đặt ghế ngồi nên đây chỉ là con số tương đối. Sau khi lắp ghế, sức chứa thực tế sẽ thấp hơn nhiều. Bao quanh các khán đài là những bức tường được sơn nhiều màu sắc tạo nên điểm nhấn cho sân vận động Kebo Zero. Mặt cỏ sân vận động này sử dụng cỏ Zoysia Marcella, được chăm sóc bài bản nên có chất lượng rất cao. Sân vận động Kebo Zero đang là sân nhà của Persebi Boyolali và Nusantara United. Thái Lan cũng sở hữu một sân vận động màu mè nằm trong danh sách này. Đó là sân vận động tỉnh Pattani, sân bóng nằm tại miền nam Thái Lan này còn có một cái tên khác là sân vận động cầu vồng. Cái tên chỉ cần nghe qua đã biết nó có nhiều màu sắc như thế nào. Sân vận động cầu vồng đã trải qua một vài lần cải tạo. Với khán đài gần như liền mạch, trong đó khán đài chính ở phía tây có mái che ở phần trung tâm. Phần lớn khán đài sân vận động này vẫn chưa lắp đặt ghế ngồi. Sức chứa của nó là 12.000 khán giả. Toàn bộ các khán đài được sơn các họa tiết cầu vồng với nhiều màu sắc tạo nên sự nổi bật và nét đặc trưng cho sân vận động. Sân vận động cầu vồng sở hữu dàn đèn chiếu sáng có công suất 1.200 lux và hiện là sân nhà của câu lạc bộ Pattani, đội bóng đang chơi tại Thai League 3.